từ một quán phở gánh nấp trong một con hẻm sâu và bây giờ đã tồn tại hơn 80 năm. Đây là một trong những cái quán phở lâu đời nhất ở Sài Gòn mà những người sành ăn á, gần như là ai cũng biết đến. Xin chia sẻ với mọi người, đây là quán phở Minh nha, nằm khá là sâu trong con đường Baxter và đến nay đã trên 80 năm rồi. Quán phở này thì do một bà lão hiện giờ đang đứng bếp, và để kiếm được cái quán này thì rất khó. Đang tới 4 đời luôn á. Ơ gì dữ vậy hả? Đời chắc. Đời chắc luôn. Cũng thích ăn phở đó hả? Chạy ra đón. Dạ, có cái để cho con. Nha. Sợ quên thôi đó nhé. Dạ, có cũng phải là cô tức lộ là còn. À, nãy tụi nó không nhiều thịt nhưng mà giờ dưới đấy thịt quá trời luôn mà. Nó là xương. Xương đó. Xương với em thì nó nằm dưới. Cái này là cái xương sụn. Là mình hầm, mình lấy nước rồi bây giờ mình cứ vớt lên là mình bán. Mình bán cái này gọi là sụn. À, nó phải xương đi. À, nó sụn. Ví dụ người ta gọi là sụn gân, là tái sụn hay là nạm sụn. Dạ, em ngồi đi nấu không đó. Nước béo nữa cơ. Vâng, có nước béo. Rồi, dọn cái bàn đi trong này cho cậu ngồi đi. Cô dọn cậu đây. Cậu tắm nó dọn. Cậu tắm nó dọn. Rồi. Dạ. Ngồi đây uống nè. Anh nằm bên qua giùm cho cậu nè. Ba lần nữa cũng đà là đứng bắn cho. Dạ. Gần như là những cái người dân Sài Gòn mà xưa ở trước năm 1975 thì gần như là ai cũng biết đến cái quán phở này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đến quán phở Minh, một cái quán phở lâu đời nhất ở Sài Gòn. Tính đến cái điểm bây giờ thì cũng đã trên 80 năm rồi nha mọi người. Bà lão phía trước là thế hệ thứ 3, thứ 4 rồi. Có một điểm ấn tượng ở quán thì mình thấy lúc nào cũng khá là sạch sẽ nha. Bây giờ để cho mọi người xem cái nồi nước dùng này. Cái này là bà chia ra hết từng loại thịt luôn hả bà? Vâng ạ, đã để bán ra sẵn ra loại. Đây là tái nè ha. Tái là tái là mình băm sẵn rồi. Không, thái sẵn ra chứ không có băm. Ai muốn băm thì mới băm, còn thái miếng miếng không cả. Dạ. Gân, gầu. Gân, gầu. Vậy là ở mình là bán ba loại thôi, tái, nạm, gầu, gân. Nè, dạ bốn ạ. Ăn thịt đây. Phía ngoài kìa. Ngoài nè. Bà chưa ngoài. Chưa. Con nghe kể là như quán của mình là lúc đầu là bán gánh. Ông bà mình bán gánh. xe chứ không phải gánh. Xe, dạ. Giống như xe của nhà ta bán mì gõ đó cậu, xe. Nước dùng có củ cải á. Vâng. À, nấu củ cải nhìn thấy hấp dẫn ha. Dạ. Nghĩa là vào đây, ở trong này là 150. Dạ. Vậy là cũng 80 năm rồi. Đúng hơn rồi. 80 năm rồi. Gần. Có một cái mà con thấy là cái quán phở mình á, tìm địa chỉ hơi khó nếu mà đối với khách mới. Vâng. Mình không treo tấm bảng ở phía trước hả bà? Hồi xưa có, nhưng mà ở ngoài đường á, mình treo xong có lần nó rớt xuống. Mình những nhà ta làm nhà đó, ta gỡ ra, ta mình không có để luôn. Không vậy, vậy chứ mà người ta nó vẫn tìm ra được đó cậu. Sợ trên Google thì có, nhưng mà chạy cái đường Baxter á, nhìn miết không thấy cái bảng đấy. Vâng, nhìn cũng thấy lạ, kêu có dạ. Cái quán phở lâu đời của Sài Gòn nhưng mà vâng, tìm mà khó nằm lắm. Trong cái hẻm. Nằm trong cái hẻm. Có nghĩa là quán phở của bà là khác biệt với mọi người là không bày nhiều thịt, nhìn nó đơn giản lắm. Có nhiều cô chú mà con thấy là lớn tuổi á, họ định cư đứng ngoài rồi họ nói là họ về đây xuống sân bay thì họ chạy tới đây họ ăn món hương vị. Có trường hợp nào mà người ta đi xa người ta về đây người ta ăn không? Có chứ, bà ngoài á, nước ngoài có, Việt kiều có, ủ hết những người ngoại quốc á,
Cô là cái thế hệ tôi thứ hai, tôi là con gái. Xe bánh Phở Minh đó là ông cụ tôi, anh Minh. Dạ. 2 năm rồi. Đợi có 2 thôi. Đợi thứ 3, thứ 4. Nhỏ lắm. Những cái quán phở lâu đời ở Sài Gòn là khi mà người ta bán á, cái tô phở nó rất là bự, nhưng mà riêng cái quán phở Minh của bà cụ á là bánh cũng vừa ăn, là tô nhỏ nè, khác biệt. Lớn cũng có đấy mà ăn nhiều. Lần đầu tiên thấy nước dùng mà có củ cải ha. Cải với gừng. Dạ. Xả. Thôi. Ngoài ra không có những gia vị kia. Dạ. Trên chén ít. Vâng. Đấy, nấu theo đúng cái kiểu truyền thống rồi đó. Vâng, truyền thống. À. Ba cái nguyên liệu chính thôi. Cải, gừng, xả. Ừ. Gia vị, mắm muối. Dạ. Bột ngọt là có nha, chứ đừng có nói là phở không có bột ngọt là không có được á. Đúng. Ai cũng phải không có bột ngọt, không có, tôi nào tôi nấu luôn à, không có. Đây là ăn cái chén trứng thôi. Ăn một gà. Đây một chén trứng thêm nữa, tính nhiều dạ, cô. Chục. Ăn nước tiết của bà nữa. Nước này là thịt nó ra. Dạ. Hai tô gì? Hai tô xuống hả? À, nặng. Quán của mình là bán từ lúc 6 giờ sáng tới 6 rưỡi cho đến 10 giờ thôi. Dạ, 6 rưỡi tới 10 giờ. 10 giờ là hết rồi. Làm cho con hai tô, hai tô đầy đủ ha. Dạ. Tô lớn hay tô thường? Tô thường. Đó, thường. Đó. Rồi đầy đủ, tái nặng đầu luôn. Dạ. Tô lớn thì nhiêu mà tô thường nhiêu? Tô nhỏ là 85, tô lớn là... Anh quên, tô lớn 85, tô nhỏ 65. À dạ đó ha. Vâng. Ôi, lần đầu tiên thấy phở mang về mà bỏ hộp dạng hộp cơm á. Có nước để riêng em. À, cái bình thường người ta hay để trong bịch ni lông lắm. Tô lớn là 85. Vâng. Đó, à tô mua về. Bà là trụng đồng hành bao khách ăn bao nhiêu là trụng đồng hành bao nhiêu chứ không có khả. Vâng ạ. À, cũng muốn ăn nhiều lắm. Vừa phải thôi. Nước dùng cô
con thấy quán mình có bán cái bánh pastel. Pastel có. Dạ, nhưng mà quán phở Việt mà mình lại bán món Pháp ha. Vậy, cái đó là hồi xưa tới giờ đó cậu. Dạ. Pastel là từ hồi bán bắt đầu có phở là bắt đầu bán đó. Thì cái tên nó khá đặc biệt. Nó bán khá đặc biệt, nhưng mà ăn rất là ngon, bán ăn với con, phở. Con thử ra một lần bánh pastel là không có thành công, tại vì thấy nó làm cực quá. Làm cái bánh mà không cực không được cậu. Bánh bánh nó làm khó lắm. Đây, đúng này làm nè. Ồ, cô làm hai cô cậu làm. Cái cát bột á là phải có. Nhưng mà hồi xưa sao mình kết hợp cái phở với cái bánh pastel. Hồi xưa người ta bán, người ta làm, người ta đến là mời mình bán. Mình bán mình thấy bán được thôi mình lấy thôi chứ hồi đó không có biết làm. Chưa cậu chưa ra. Ai? Cậu chưa ra, cô đi toilet rồi. À. Đây hai cậu ngồi ăn phở đi. Dạ dạ. Cái này hai tô. Nhưng mà phần lớn sáng thấy khách đi tập thể dục ghé ăn nhiều lắm. Nhưng mà khách đi ô tô thì sao bà? Thì họ gửi xe. Ở phía đầu đường luôn. Gửi bên chỗ gửi xe cái đó. Ở Sài Gòn có những cái quán mà nó còn rất là lâu. Thịt bò tươi cho nên tiết nó chảy ra. Lớn lớn cô 108 em. Cho mọi người xem nước dùng nè. Củ cải. Củ cải gì đó. Sụn thôi chứ không có xương không, nay không có xương, người ta đặt hết rồi. À, xương người ta đặt hết rồi. Vậy là khách quen à? Vâng, vâng, người ta ăn. Mình cốt, mình hầm lấy nước ngọt, người nào thích ăn thì. Đây là tô lớn nè. Vâng. Đây về ngầu lớn.
chưa thêm chén sụn. Cái sụn này thì mình bán sao ta? Chén này là 50 ngàn. 50. Đây còn hai tô này. Đây có rồi nè, cho anh nước mấy cậu ăn cho nó. Ăn luôn đi chứ. Rất lèo, đầy củ cải nổi luôn. Củ cải chủ yếu là nấu cho nó ngọt nước thôi. Vâng, vâng, ít thôi cho nó vào, không có mình. Đây chủ yếu là xương đó cậu. Xương. Hầm xương. Hầm xương. Đó nó mới nhiều. Có cái xương có thịt bán, còn không có thôi bỏ chứ. Bà là bán 40 năm mới bán rồi bà. Đúng rồi, tao bán. Củ cải. Bữa tiền ăn cạo. Cải cho anh cục củ cải. Đây có tự bưng cho. Đây. Đó, tổng. Đây là quán Phở Minh đó. Đặc biệt là ở đây mọi người có ăn bánh patisserie nè. Cái bánh này làm rất là cực nha. Đắp lớp mình đã thử làm mấy lần mà cũng không thành công. Bánh của Pháp ạ. Khác biệt so với những cái quán phở khác, có nghĩa là những cái quán phở lâu đời thường thường cái tô nó rất là bự. Như phở Hòa nè, phở Tàu Bay nè, phở Lệ nè, thì tô nó phải gấp 3 lần nè. Nhưng mà quán Phở Minh thì tô rất là nhỏ, vừa sức ở người Việt. Là bữa nay mới ăn một cái phở rất là đặc biệt, và nó có cái bánh này cũng đặc biệt. Cái bánh này thì nó là chấm của cái nước phở ăn. Phở Việt cách ăn như món Tây. Ăn rất là lạ luôn. Món của Pháp. Dạ. Yeah. Dầu nhiều. Được cái không gian thì nó phân tích và mình ăn nước này. Mình ăn, anh Hoa, mình ăn thử cái bánh chấm với nước phở đi. Thử coi, ăn thử thì để biết. Còn nóng á. Cái bánh này là nó kiểu như là làm nó cả ngàn lớp vậy á. Nó tơi nó xốp lắm. Bánh thì mới đưa trong lò ra còn nắm luôn. Lạ. Đúng không? Nó không bị ngán mùi dầu. Tại vì cái này bánh này chú làm mà không có dầu, nên là chú làm là bơ. Bơ. Nhân nó có thịt đó. Ở Pháp nó riêng cho bao nước chung thì người ta không dùng dầu, cái bánh, dùng bơ. Cái bánh này á, tay á, nó làm nó làm là ba tay không. Nhưng mà khi á, về Việt Nam á, mình mới làm á, mình theo cái đu của Việt Nam là mình cánh lên mặt á. Chưa có một tái về. Thank you.
Nước phở nó thanh. Hầu như các quán phở mà người Bắc á, khi mà vào Sài Gòn á, là đều được du nạp cái văn hóa, nghĩa là thêm rau mà. Sợi phở nó mềm ghê. Sợi nó mềm hơn. Chắc phải ra những người mà sành hàng lắm, thứ hai nữa là người mà tò mò tìm mới ra những cái địa chỉ này, đi qua cái đường Bát Tai này liên tục nhưng mà không bao giờ không biết cái quán phở phải nằm trong này luôn. Cái địa chỉ trên Google là hẻm 120. Nhưng mà số nhà trong này là hẻm số 3.